Hồng có một nhiệm vụ cho em bé ăn. Và bạn ấy sẽ muốn gì đây? Bé muốn khoai tây chiên. Không khó. Bây giờ bà sẽ làm. Ừ, mình cũng biết công thức. Có vẻ như cần phải thêm dầu. Đổi thêm béo hơn một chút đi. Nó sẽ ngon hơn. Như này, chắc chắn sẽ nướng mọi thứ thật là tốt. Bây giờ thì mình sẽ đổ hết tất cả một gói vào. Bởi vì không bao giờ là có quá nhiều khoai tây chiên. Cháu gái, cháu đang làm gì vậy? Ôi không, nó đang bốc cháy. Ôi, chúng ta phải dập ngọn lửa thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Ôi, trong đó không có trong công thức nấu ăn. Ôi, suýt thì đốt cháy cả nhà bếp và chúng ta rồi. Tốt hơn, nên nào hỏi từ bà. Bây giờ chỉ lấy một ít dầu thôi. Một chút lửa nữa. Và khoai tây sẽ trở nên hoàn hảo. Đấy, tuyệt lắm. Bây giờ có thể bỏ nó ra rồi. Ôi, làm tốt lắm. Đây là tất cả dành cho cháu gái của bà. Chỉ cần thêm nước cà chua nữa thôi. Cà chua hình, ngon lắm. Khoai tây chiên chắc chắn là sự kết hợp hoàn hảo. Ôi, trời ạ, mọi người phải học từ mình đi. Bây giờ mình sẽ cho mọi người cùng xem. Đây. Bây giờ bỏ loại thừa ra. Sau đó bỏ khoai tây chiên với cả thịt xông khói. Ở trên thì thêm một ít mứt lên trên nhá. Và ở trên sẽ cho một nhánh hương thảo. Một kiệt tác nghệ thuật ẩm thực đã sẵn sàng rồi đây. Mình nghĩ một cái gì đó tốt hơn rồi. Kẹo dẻo chuối trông rất giống với khoai tây chiên. Và nếu thêm siro dâu tây thì sẽ giống như khoai tây với nước sốt cà chua. Người em gái của mình thực sự sẽ rất thích bởi vì nó rất thích đồ ngọt mà. Cuối cùng mọi thứ cũng đã sẵn sàng. Em bé đang chờ đợi thức ăn của mình rồi đấy. Món ăn của bà là món ăn đầu tiên thu hút sự chú ý. Khoai tây chiên cổ điển và nước sốt cà chua. Em bé rõ ràng rất là thích nó. Ôi, tự hỏi, em ấy có thích món này không nhở? Đầu bếp lấy một công thức khác thường. Nhưng mà nó không được đánh giá cao lắm đâu. Và một món quà từ chị gái là món cuối cùng. Nó giống như khoai tây chiên và sốt cà chua. Nhưng đó là kẹo dẻo ngọt ngào với nước sốt dâu tây. Nhúng và ăn. Bây giờ phải chọn người chiến thắng thôi. Đúng rồi, đó sẽ là món của bà. Ôi, tuyệt lắm. Ôi, tuyệt quá. Bà, ủi, đau quá. Ôi, bé muốn ăn cái gì giờ nhở? Ồ, bạn ấy muốn ăn món sushi. Ôi, cái này là cái gì vậy? Bà không biết. Ôi, bà không biết làm món này. Hãy cho xem bà phải làm gì đây. Đầu tiên, cần phải đun sôi gạo lên một cách đặc biệt. Thôi, tự làm đi. Ồ, ok. Bà sẽ nấu cơm. Bà biết nấu. Ôi, sushi với rong biển rất là khó chịu. Tốt hơn sẽ làm một cái gì đó ngọt. Hoặc là chua ngọt. Hay lấy những chiếc lưỡi chua ngọt này, thêm kem đánh bông thay vì nước sốt. Quấn một viên kẹo dẻo và kẹo dẻo Haribo nữa cơ. Và nó to đầy màu sắc. Và chưa bao giờ nhìn thấy một món sushi như vậy đúng không? Bây giờ mình cần lấy nori và cắt nó làm đôi. Ôi, nó khô và còn bị gãy nữa. Ôi, làm như nào vậy? Bởi vì người chuyên nghiệp đang làm việc đây bà. Và sau đó mình sẽ trải một thứ lên và cuốn nó lên, vặn nó. Bây giờ mình sẽ trải cá lên trên thật là cẩn thận và mình sẽ cắt nó ra. Đấy, xong rồi. Đấy, một cuộn Philadelphia cổ điển đã xong rồi. Ôi, bà không làm được giống như của cháu. Ôi, nó không giữ hình dáng. Đúng rồi, bà sẽ lấy dưa chuột ra và nó sẽ rất ngon và tốt cho sức khỏe. May mà mình đã có món cũ này. Bây giờ đến lúc phải thử rồi em bé. 1, 2, 3. Bắt đầu với cả món đầu tiên nhá. Món sushi trông thật là hoàn hảo và vị cũng rất là thú vị. Nhưng cuộn lớn và rất là sáng. Rất là ngon, rất là ngon. Ngon đến nỗi cậu ấy ngay lập tức chọn người chiến thắng rồi. Ôi, cháu thậm chí còn chưa thử của bà. Bà ơi, dậy đi.
Cháu gái bà muốn một cái gì đó ngon một lần nữa đây này. Bạn ấy muốn một ly sinh tố sô-cô-la trắng miệng. Đây là công thức yêu thích của tớ. Chúng ta sẽ cần một vài viên đá. Đổ nó thêm sốt sô-cô-la vào trong nhé. Và thêm sữa từ Starbucks vào tận miệng. Bây giờ thì mình sẽ đánh bông bột sữa bằng máy. Ê, chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, cháu không có tình mà. Ôi, bà có túi gì trong tay vậy? Đó là cà phê trong một hay sao? Bà thực sự định đưa cho cháu gái mình sao? Ừ, nhưng có vẻ như chính bà ngoại cũng rất là thích nó. Còn mình sẽ tiếp tục. Mình sẽ thêm kem tươi ở trên nhé. Tớ sẽ làm công thức này thường xuyên rồi. Nhân tiện, không nên quên về bản thân của mình. Bây giờ thì mình sẽ rắc vụn bánh quy Oreo lên trên và đặt một chiếc bánh quy ở trên. Một cốc tai ngon tuyệt vời uống qua cống hút đã sẵn sàng rồi. Ôi, ai lại pha cà phê như vậy chứ? Kinh tởm. Cần phải hạt cà phê tươi và đo lường mọi thứ từng gam một. Bây giờ thì cần nghiền nó thành mảnh vụn nhỏ. Bây giờ mình sẽ cho vào trong này. Các bạn hãy tin đi, mình chắc chắn sẽ làm được cà phê tuyệt vời thôi. Bây giờ cần phải lấy thêm cả sữa nữa. Mình chắc chắn sẽ không bắn tương tóe bất cứ ai đâu. Bây giờ thì trang trí dưới dạng bông tuyết đã sẵn sàng. Hoàn hảo. Lần trước bạn ấy không thích trang trí của bạn đâu. Đã đến lúc phải thử đồ uống rồi. Ôi, bây giờ sẽ lấy cái món này đầu tiên. Đây là một cốc tai tuyệt vời. Lại còn có bánh quy ở trên ngon nữa chứ. Tuyệt vời quá. Ôi, còn cà phê hòa tan của bà thì cháu gái không thích đâu. Ôi, chắc chắn không thích rồi. Cà phê từ đầu bếp có mùi thơm rất là dễ chịu. Nhưng hương vị thì không có gì tuyệt vời lắm. Vậy thì em bé đã chọn ly cốc tai tuyệt vời này. Vâng, tiếp tục đi, mình lại thắng rồi. Nhiệm vụ tiếp theo dành cho bạn đấy. Đánh trống. Và đây sẽ là bánh waffle. Đây là gì? Ôi, cái này mình cũng biết công thức. Bây giờ mình sẽ đập trứng vào. Thêm đường. Có thể trộn nhiều hơn đấy. Như này nó sẽ ngọt hơn. Và trộn nó lên nào. Ôi, mình mệt quá rồi. Chắc là đủ rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cho bột. Hát chứ. Ôi, bà ơi, xin lỗi nhá. Trời ạ, cháu lỡ thôi. Ôi, bây giờ mình sẽ cho vào. Ôi, hơi nhiều quá. Nhưng mà thôi được rồi, mình sẽ bỏ ra như này vậy. Ôi, trời ạ, như này không được đâu. Nhưng mà bà chắc chắn sẽ làm công thức cũ của bà. Và chắc chắn mọi người sẽ thích thôi. Bây giờ thì có thể đổ bột vào khuôn làm. Và bà cũng đã gần như xong rồi. Sẽ có một chiếc bánh quế tuyệt vời hoàn hảo. Ôi, em bé phải cho ăn đồ ăn ngon và tốt cho sức khỏe. Mình sẽ bỏ đường đi và lấy zucchini để nạo nó ra và thêm trứng. Mình sẽ làm nhanh bằng máy trộn tay. Ôi, nhìn trông xấu xí làm sao. Và chiếc bánh quế siêu tốt cho sức khỏe đã gần như xong rồi. Ôi, trời ạ, mỗi người đều có món thật là khác nhau. Ôi, nhìn trông ngon quá, mình cũng muốn ăn tất cả mọi thứ. Bây giờ chỉ cần trang trí nó, thật là đẹp thôi. Ôi, nhìn đẹp quá. Ôi, cái gì đây? À, đúng rồi, mật ong và miếng bơ ở trên. Ôi, nhìn nó đẹp làm sao. Đợi đến lúc phải lấy bánh quế của mình ra rồi. Màu xanh là màu tốt cho sức khỏe. Thiếu một bài thuyết trình thật là đẹp. Mình sẽ tạo ra một kiệt tác trang trí thật là tuyệt vời và bellissimo. Ôi, bà không thích đâu. Đây, cháu gái ăn đi. Ôi, những chiếc bánh quế này trông thật là tuyệt vời. Nhưng mà tại sao lại có vỏ trứng ở trong này thế này? Ôi, đúng rồi, cần phải cẩn thận khi nấu ăn nữa chứ. Còn cái này là cái gì nữa đây? Ôi, bạn ấy không thích dao đâu. Bạn ấy sẽ bỏ. Nhưng mà bạn ấy vẫn sẽ thử. Một miếng thật là nhỏ thôi. Ôi, trời ạ, vị vẫn rất là kinh tởm. Món này thì sao nhở?
Ồ, có vẻ như em bé thực sự rất thích ở đây. Nước miếng đã chảy, người đền chiến thắng đã rõ ràng. Hoan hô, đó là của bà thắng rồi. Khoai tây chiên xuất sắc. Vậy thì bà sẽ nấu món ngon khoai nhất đầu tiên là cần phải đổ dầu vào trong chảo. Bây giờ thì cần cất khoai tây chiên ra và chiên chúng một cách đúng. Bà ơi, cái này không giống khoai tây chiên lắm đâu. Thôi cũng được, vậy thì cháu sẽ thắng vòng này. Nào, đầu tiên mình sẽ gọt vỏ khoai tây. Ôi, hình như là mình dùng dao không ổn lắm. Mình cần cái bình thường. Đấy, bây giờ thì ổn rồi. Trời ạ, như này cần phải cắt khoai tây chiên. 1, 2 và mọi thứ đã sẵn sàng. Và không ai dán ở trên chảo đâu, bởi vì là bây giờ có máy riêng rồi. Cho cái này vào trong này nhá. Và chiên ở trong dầu. Hãy nhìn xem, nó màu vàng tuyệt vời chưa? Tuyệt vời quá. Ê, khoai tây của mình đâu rồi? Trời ạ, mình làm sạch tất cả rồi sao? Ôi, làm gì bây giờ? Đừng lo lắng cháu yêu. Trời ạ, khoai tây gì mà không có nước sốt chứ? Ketchup là không dành cho mình. Mình là đầu bếp mà. Và tất cả những đầu bếp tuyệt vời nhất tự làm nước sốt. Đấy, bây giờ thì hoàn hảo rồi. Khoai tây chiên hoàn hảo. Mọi người đã chiên khoai tây hết rồi. Mình chỉ còn với da thôi. Phải làm gì bây giờ? À, mình biết rồi. Tại sao cần phải bận tâm khi có thể đặt giao hàng tới tận nơi chứ nhở? Đấy, khoai tây chiên đây rồi. Khoai tây tự làm. Khoai tây chiên từ đầu bếp. Oh, wow, bao nhiêu món ngon. Ngoài trừ cái này. Cái khoai tây này trông ngon thế. Thử nào. Ôi, sao nó cay thế này. Ôi, mình không muốn ăn đâu. Chúng ta phải làm gì đây? Cái này ngon thế. Mình rất yêu khoai tây này. Hoan hô, mình thắng rồi. Nào, chúng ta sẽ nấu cái gì đây giờ? Tớ muốn ăn quả trứng. Dễ dàng thôi. Mọi món có thể chuẩn bị với tình yêu. Vậy nên là món trứng tráng của bà có hình trái tim. Cần phải chiên xúc xích lên, sau đó đập trứng vào trong. Đấy, trông thật là tuyệt vời. Lửa càng lớn thì nấu càng nhanh phải không? Bật nồi thứ 3. Còn bây giờ thì là... Ôi, trời ạ, à, cái vỏ nó rơi vào rồi. Chắc là không nhìn thấy đâu nhở. Như này sẽ ngon hơn mà. Nhưng mà mình vẫn nhìn thấy vỏ. Cần phải nghĩ rằng cái gì đó. Chắc là phải trộn nó lên. Ôi, cháu gái ơi, có cái gì đó không ổn. Vậy thì cháu sẽ tiếp sữa vào. Bây giờ không thể thực sự nhìn thấy cái gì đâu. Hãy nhìn và học hỏi nhé. Đây là cách đầu bếp thực sự nấu ăn. Chúng ta không cần chảo, chúng ta cần máy nướng bánh mì. Mình sẽ thái nhỏ hành và tỏi. Sau đó, cả bơ nữa. Trộn tất cả mọi thứ lại với nhau. Tuyệt lắm. Bây giờ sẽ trộn tất cả bằng máy xay sinh tố nhé. Ôi, trông nó khối lượng rất là tuyệt vời. Cần phết nó lên trên bánh mì nướng. Như này này. Bây giờ thì thời gian trứng rồi. Một cái là đủ rồi. Chỉ cần đập nó vào cái bát. Và đặt bát vào trong nồi nước sôi. Đấy, một quả trứng tuyệt vời. Mình đã làm được rồi. Bây giờ chỉ cần bỏ nó ra thôi. Ôi, trông thật là tuyệt vời. Một vài nét cuối cùng nhá. Như này này. Đấy, ý tưởng thật là tuyệt vời. Wow, thực sự rất là đẹp đấy. Mình cũng cần bày món ăn ra. Sốt cà chua và mù thạt sẽ làm cho nó tốt hơn. Ôi, cháu gái cháu có túc không? Xong rồi, sẵn sàng. Hãy xem, hãy xem. Nhìn nó không ổn lắm đâu. Wow, trái tim. Bà ơi, món trứng rán này nhất định là của bà rồi. Ôi, mình không cần dĩa đâu. Mình muốn lấy nó bằng tay. Ngon quá đi mất.
Còn đây chúng ta có gì? Trông cũng hay đấy. Thử nào. Có cái gì đó lạ lạ. Chắc chắn là bà sẽ thắng rồi. Ôi, cháu trai, bà rất là vui. Lần này chúng ta sẽ nấu món gì đấy? Pizza. Pizza? Họ khó thế nhở? Phải nấu nó như thế nào bây giờ? Có lẽ cần phải nhào bột ra đúng không? Cũng được đấy. Hoặc là không. Eo ơi, sao nó dính thế này? Ôi trời ơi, bà có ý tưởng này. Hãy lấy bột của bà đi cháu yêu. Cảm ơn bà. Nhưng mà còn bà thì sao? Chính xác, không vấn đề. Bà sẽ nhào bột mới. Tất cả cần làm là trộn một vài thành phần với nhau và đổ bột hoàn thành vào trong cái cháo thật là mỏng. Sẽ đổ một cái đế tuyệt vời cho pizza. Sau đó đổ nước sốt lên trên và cho rau sốt tốt cho sức khỏe lên. Đi phô mai. Đấy, bây giờ chỉ cần chờ đợi thôi. Ai lại làm pizza như thế chứ? Trời ạ, phải làm bột ngô đặc biệt chứ. Nhưng chỉ có những người trong nghề mới biết điều này thôi. Bây giờ cần phải nhào bột. Và bây giờ cần phải hình thành cơ sở. Để làm điều này, hay làm bột bay nhá. Như này này. Oh wow, mình cũng muốn như vậy. Nào bay đi. Ups, trời ạ, rơi hết rồi. Ôi, bây giờ nó bẩn hết rồi. Trời ạ, phải làm gì bây giờ? Mình biết rồi, ngụy trang một chút không sao đâu nhỉ. Một ít nước sốt cà chua, một ít ô liu, ớt ngọt và cả xúc xích nữa. Và cuộn mọi thứ lại đúng không? Tất nhiên là cần phải nhấn nó xuống rồi. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Tớ ước là tớ không nhìn thấy đâu. Trông thật là đáng sợ. Bột cà chua, pepperoni và phô mai, không có gì thêm cả. Bây giờ sẽ đặt bánh pizza vào trong lò vi sóng để nó nướng nhé. Sẽ trở nên cực kỳ ngon luôn đấy. Lò vi sóng? Không, một máy nướng sẽ đủ. Tớ sẽ nhét nó vào. Hóa ra không như mình mong đợi. Con của mình thì làm rất là tốt. Tuy nhiên, không có gì có thể khác được. Đây pizza của mình đây. Đây là bánh pizza của bà. Còn đây là kiệt tác của tớ. Nào, hãy thử nhớ. Hình như ai đó muốn đầu độc mình hay sao ấy. Thật là kinh tởm. Còn cái này trông có vẻ tốt hơn rồi đấy. Mình sẽ thử nào. Ừ, vị cũng được đấy. Wow, chiếc bánh pizza này thật là hoàn hảo. Và nó rất là ngon nhất. Ai có thể thắng nếu không phải là mình chứ? Nào, tớ muốn ăn pancake. Tớ là một bậc thầy bánh pancake. Dễ dàng, bà sẽ đốt mạnh nào, xuất sắc. Bây giờ cần phải đổ bột ra. Ôi, điều quan trọng nhất là phải lật lại kịp thời. Cháu không hiểu tại sao cần phải làm bánh kếp nhỏ như vậy khi có thể làm một cái lớn. Ngoài ra, bánh pancake bình thường rất là nhàm chán. Nhưng với kẹo thì quá là tuyệt vời. Ôi, kẹo tan hết cả ra rồi. Ồ, trời ạ, ai có thể nghĩ ra được chứ. Thôi được rồi, mình sẽ lấy thêm một cái pancake nữa. Lần này mình sẽ làm với M&M. Và thêm một cái nữa với những cái rắc nhiều màu. Còn bà thì sẽ đổ siro lên trên bánh pancake. Họ giỏi đấy. Thôi được rồi, mình không được tụt lại phía sau. Mình biết rồi. Nếu thêm Nutella vào bột thì bột sẽ biến thành sô-cô-la. Điều chính là phải trộn đều. Và ở đằng giữa mình sẽ cho thêm một miếng sô-cô-la. Tuyệt vời, xuất sắc. Ôi, quả mọng để trang trí bánh pancake. Và đổ thêm siro dâu tây lên trên nữa. Nó sẽ rất là tuyệt vời. Trông thật là tuyệt vời. Hoàn hảo, sẵn sàng. Bà đã làm với tình yêu. Bánh ngon nhất thế giới. Ôi, em sẽ thích cái của chị nhất. Đây là những gì chúng ta sẽ tìm hiểu.
Eo ơi, không ăn được. Thế còn bánh bên kết của bà? Ồ, ngon thế. Nào nào, của đầu bếp thì sao? Tuyệt quá. Nhưng mà bà vẫn là thắng. Còn hồ bà ơi, thế được giờ mọi người. Lần này mình muốn vòng đầu tiên ăn thạch coca. Ôi, quá dễ dàng. Ôi, thạch, bà chưa bao giờ là gặp trường hợp này. Mình có một ý tưởng bắt đầu từ đâu rồi. Tất nhiên là đầu tiên cần phải lấy coca đã. Nào, hãy làm thôi. Ôi, suýt thì hỏng hết. May quá. Ôi, trời ạ, gần như hoàn hảo rồi. Ôi, đầu tiên mình cần phải bỏ hết cả coca ra. Ngon thật đấy. Đấy, bây giờ thì ợ phát nào. Ôi, trời ạ, tiếng gì vậy? Sợ quá. Thôi được rồi, bây giờ thì chỉ cần một chút nữa thôi. Đấy, đầu tiên là mình sẽ cho siro ngô vào trong này như thế này. Nhờ nó coca của mình sẽ biến thành thạch thôi. Bây giờ chỉ cần lắc nó thật là đều là được. Ôi, xin lỗi nhá. Ôi, nào bắt đầu tiếp thôi. Ôi, trời ạ, nó quá chắn là dính rồi. Mình phải xé nó ra bằng vũ lực thôi. Nếu không thì Vicky sẽ không thể thủy cái tắc của mình. Nào. Ôi, trời ạ. Thôi, được rồi. Ít nhất là đã làm được rồi nhá. Đấy, bây giờ thì cần đông lạnh nó một chút. Vì vậy mình sẽ dùng bình xịt này. Ồ, tuyệt lắm. Ôi, trời ạ, khó thế này. Loại thành tốt nhất là loại mật ong thông thường. Bà có thể cho vào trong đá đơn giản. Đây không phải là một ý tưởng tuyệt sao? Ồ, quá là vô nghĩa. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm thạch thật đây này. Để bắt đầu, các bạn cần có cho coca vào trong chảo. Sau đó, sẽ ném kẹo dẻo coca vào trong như thế này. Chúng sẽ tan chảy ra và làm một cái tác. Thành phần cuối cùng là bí mật. Mình sẽ tạo cho một cái thạch kết thúc rực rỡ. Bây giờ hỗn hợp thu được, cần phải nấu trong chảo như thế này. Thật là ngoáy kỹ nhá. Và khi thạch đã sẵn sàng, mình có thể đổ nó vào trong chai. Như thế này này. Đấy, đổ thật đấy. Và bước cuối cùng là làm lạnh thạch rồi. Không ai có thể làm điều này tốt hơn nitơ lỏng. Chúng ta cần đổ đầy chai và sau đó đợi vài giây. Đấy, nhưng mà hãy cẩn thận nhá. Không thì tiếp cận nitơ không có hồi lớn. Sẵn sàng rồi. Bây giờ Vicky, chọn người chiến thắng ngày hôm nay đi. Mình không biết bắt đầu từ đâu đâu. Mọi thứ trông thật là ngon miệng. Có lẽ người đầu tiên sẽ là bà. Cái này trông giống mật ong thông thường. Bây giờ thử của đầu bếp Annie nhá. Tất nhiên là trông thì đẹp, nhưng tại sao lại bóng như thế này nhỉ? Thường bây giờ là cái này. Wow, wow, cái này ngon thật đấy. Mình sẽ chọn cái này. Jill. Yeah, trời ạ, mình biết ngay mà. Ôi, cái gì nữa đây? Đây là tất cả những thứ gì cần để làm bánh quế. Nào, làm thôi. Sẽ được thực hiện. Bánh quế. Ôi, bánh quế sao? Món ăn đặc trưng của bà. Bà đã biết rõ hơn bất cứ ai ở đây. Và biết cháu gái bà thích ăn bánh quế như nào. Đầu tiên, bà sẽ nhạo bột. Mọi thứ đều theo tiêu chuẩn bột mì, trứng, bơ. Ở đây mà không có đường và sữa chứ. Và nhân tiện, sữa rất ngon. Một cách phi tế. Bột gần như sẵn sàng rồi. Còn thích tốc độ không đầu bếp? Ôi, không ấn tượng chút nào cả. Máy của mình đã đọ sức nhanh hơn rồi đấy. Ôi, thế sao? Vậy thì bà cần nhanh hơn. Cần phải làm bánh quế thật ngon. Ôi, xin lỗi nhá. Đấy, bây giờ bà sẽ đánh bằng cả hai tay. Còn nhanh hơn. Ôi, không nghi ngờ đâu. Còn đây, mình đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ cần chia bột thành các phần nhỏ và sơn lại từng phần màu đặc biệt.
Đấy, cho vào bát như thế này nhá. Đấy, rất là đẹp đúng không? Bây giờ thì có thể làm bánh quế rồi. Bây giờ chúng sẽ có rất là nhiều màu khác nhau. Và mình cũng có một cái bánh quế mà mình đã làm rồi. Nhồi, ngon thế. Thôi được rồi. Bạn nghĩ bạn có thể cạnh tranh với đầu bếp vĩ đại không Annie? Dù chỉ như thế nào, bánh quế cầu vồng của mình đã sẵn sàng. Bây giờ cần phải trình bày nó thật là đẹp. Tại sao không làm điều đó trên một tấm màu đen chứ? Và kem tươi sẽ đóng vai trò của những đám mây. Và tất nhiên là một chút màu sắc sẽ không hại gì cả, để có thêm vẻ đẹp nữa. Tuyệt, quá là tuyệt vời. Ôi, bà thích, bà biết là cháu gái bà thích quanh quế như thế nào. Và nó đã sẵn sàng rồi đây này. Trang trí chúng với kem và quả mọng. Không có gì tốt hơn vào một ngày hè nắng như vậy. Và một ít siro cây phong cũng không hại gì đâu. Ôi, ngon quá. Ôi, bà ơi dừng lại đi. Mọi thứ không có gì cả bình thường đâu. Hoặc là không, mình có một ý tưởng này. Mình chắc chắn là sẽ có một cái này. Ê, trời ạ. Trong mày của tớ có gì nhỉ? Ồ, đây là những gì mình cần. Đây là mì mà mình sẽ dùng để làm bánh quế. Mình sẽ cho vào đây. Nhìn này. Và trông rất là ngon mắt đúng không? Ôi, bà không nghĩ vậy đâu. Nhưng mà để bà ấy tự ngon nhá. Wow, trời ạ, à, đây là mì kiểu gì vậy? Ôi, chắc là ngon đấy. Để mình thử nhá. Ai, trời ạ, à, ghê thật đấy. Ôi, ghê quá đi mất. Nhưng mà bà làm bánh quế như thế nào? Trời ạ, à, như mình thích luôn. Ôi, cảm ơn bà rất nhiều. Cái này thực sự rất là ngon luôn ý. Ôi vâng. Wow. Trời ạ, à, hãy nhìn đầu bếp Annie làm này. Ôi, vừa đẹp vừa ngon. Nhưng mà có lẽ thời điểm này không ai có thể so sánh với bánh quế của bà. Mình đã yêu nó từ khi còn nhỏ. Chúc mừng chiến thắng của bà ơi. Ôi, hoan hô, bà biết là bà có thể thắng được mọi người mà. Lần này sẽ là cái gì đấy? Mình muốn ăn bánh donut. Mình hy vọng mọi người có thể làm mình hạnh phúc với nó. Ôi, cái này có thể làm nhanh chóng. Và bà có thể làm rất ngon. Ôi, trời ạ. Ngon sao? Mình đồng ý. Nutella rất là ngon. Ôi, trời ạ, chúng ta đã bắt đầu rồi sao? Xin lỗi nhá. Có một cái gì đó đã hoàn toàn phân tâm mình bởi sô-cô-la. Nhưng mà không sao, mình sẵn sàng để bắt đầu rồi. Đầu tiên mình cần lấy một gói bánh Oreo và nghiền chúng ra. Ta-da. Đấy, bây giờ thì mình sẽ trộn mảnh vụn này với cả Nutella. Đây là phần yêu thích của tớ. Ôi vâng, trời ạ, ngon thật đấy. Cái này thì sẽ rất là tuyệt lắm đây. Bây giờ mình sẽ đổ hết cái này vào trong máy. Ôi, hãy nhìn mà xem. Ôi, cái gì vậy? Ồ, đây là hỗn hợp bánh rán. Cảm ơn đầu bếp. Mình đỡ nó ra khỏi khuôn và đang chờ đợi. Ôi, bà chậm thật đấy. Những chiếc bánh rán của mình đã sẵn sàng rồi. Hãy xem nó đẹp chưa này. Bây giờ cần phải chia làm đôi. Như thế này này. Và sau đó cho siro vào bên trong. Gần như xong rồi. Bây giờ mình cần marshmallow dẻo, lỏng. Để làm điều này, mình sẽ cho marshmallow vào trong một cái túi như thế này. Và mình sẽ bóp nó lên trên bánh. Đấy, trông vừa đẹp mà rất là ngon nữa chứ. Và bây giờ phần còn lại cuối cùng. Nếu mà không có nó thì không thể nào mà trông ngon được. Trông quá là tuyệt vời đúng không? Ôi, vậy sao? Bánh rán của bà cũng gần như sẵn sàng rồi. Tất cả những gì bà cần làm là rắc đường bột lên. Ôi, chịu, bà xin lỗi nhá.
Đấy, bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng. Bà muốn thử những chiếc bánh rán này, nhưng bà đang cố gắng, chúng dành cho Vicky. Ôi, trời ạ. Ôi, cháu ơi là cháu. Cháu không cần phải á. Vứt hết đồ như thế này đâu. Không sao, nhưng cái bánh rán đó này sẽ trông còn đẹp hơn nếu mà mình nhúng nó vào Nutella như thế này. Quá tuyệt vời. Bây giờ đến lúc phải chọn xem ai là người chiến thắng rồi. Đầu bếp Annie có những chiếc bánh rán đẹp nhất. Mình muốn thử chúng đầu tiên. Chúng không chỉ đẹp mà có một cách phi thực tế. Ôi, mình rất là vui. Tiếp theo, mình sẽ thử cái mà bà nấu nhé. Rất là ngon. Nhưng mà quá phổ biến. Mình đã mong đợi một điều gì đó hơn. Jill, mình hy vọng bánh rán của bạn sẽ làm mình ngạc nhiên. Sô-cô-la, mình rất là thích chúng. Nhưng mà đầu bếp Annie vẫn có những chiếc bánh rán ngon nhất. Hãy chúc mừng chiến thắng của bạn này nhé. Ôi, cuối cùng